Vì BTS chán nản trước tin đồn hẹn hò Jennie Blackpink. Ngày 23 tháng 5, Top Star News đưa tin nữ ca sĩ Jennie Blackpink và nam ca sĩ vì BTS vướng tin hẹn hò. Tin đồn xuất phát từ tấm ảnh được cho là chụp lại cảnh cặp sao đi nghỉ cùng nhau tại đảo Jeju. Bức hình cho thấy hình ảnh Vi lái xe trong khi Jennie ngồi cạnh anh. Công ty quản lý của cả hai ngôi sao chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Điều này càng làm dấy lên tin hẹn hò giữa Jennie và Vi. Bên cạnh đó, khán giả cũng đặt ra câu hỏi về mối quan hệ hiện tại giữa Jennie và G-Dragon Big Bang, nam ca sĩ từng bị bắt gặp hẹn hò với cô. Ngày 25 tháng 5, Vi đã chia sẻ một bức ảnh đen trắng chụp khuôn mặt của mình lên tài khoản Instagram mà không có chú thích đặc biệt. Tông màu tối chiếm ưu thế và Vi đang nhìn chằm chằm vào máy ảnh với vẻ mặt nghiêm túc. Đây là bài đăng đầu tiên của Vi kể từ khi tin đồn hẹn hò của anh với thành viên Blackpink nổi lên. Động thái từ nam ca sĩ thu hút sự quan tâm của công chúng, cư dân mạng đưa ra nhiều lý giải cho hành động khó hiểu của Vi. Trong đó, một lập luận nhận được sự đồng tình lớn, đó là thành viên BTS đã gián tiếp bày tỏ cảm xúc khó chịu về những tin đồn thông qua bức ảnh. Được biết, bức ảnh đen trắng Vi đăng tải là ảnh concept của ca khúc Black Swan Thiên Nga Đen phát hành hồi tháng 3 năm 2020. Theo Spark Kyung-hyang, Thiên Nga Đen là một thuật ngữ kinh tế có nghĩa là hiện tượng bất thường, hiếm khi xảy ra và mang ý nghĩa tiêu cực. Thuật ngữ này được phổ biến bởi giáo sư tài chính Nassim Nicholas Taleb, cựu thương nhân phố Wall. Thuật ngữ này sau đó được sử dụng trong các tác phẩm kinh điển phương Tây như một phép ẩn dụ cho thứ gì đó không thực sự tồn tại hoặc thứ gì đó hoàn toàn khác với những khuôn mẫu. Vì vậy, bức ảnh theo concept Black Swan của Vi khiến nhiều khán giả đồn đoán, nam ca sĩ đang ngầm phản hồi về những tin đồn tình cảm. Phải chăng Vi và Jennie không thực sự hẹn hò? Hôm 25 tháng 5, một cộng đồng fan của Jennie đã lên tiếng chỉ trích YG. Họ cho biết Jennie đang phải chịu những lời phỉ báng hoài nghi không đáng có vì thái độ của YG. Nhóm người hâm mộ Jennie tuyên bố, chúng tôi sẽ hành động, chúng tôi có kế hoạch thu thập tài liệu độc hại phỉ báng Jennie và sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo YG Entertainment nhận được tài liệu. Chúng tôi mong sớm nhận được một tuyên bố chính thức từ công ty. Mặt khác, người hâm mộ của Vi cũng cho rằng những đồn đoán về việc hai nghệ sĩ hẹn hò đang đi quá xa, cả hai đang phải chịu đựng ảnh hưởng tiêu cực từ dư luận. Ngày 24 tháng 5, cựu phóng viên giải trí Lee Jin-ho chia sẻ thông tin được cho là bằng chứng chứng minh Vi và Jennie đang hẹn hò. Trong video, Lee Jin-ho chỉ ra rằng vào ngày 17 tháng 4, Jennie đăng tải ảnh chụp trong chuyến đi của cô tại Los Angeles, trong đó bao gồm hình nữ ca sĩ tạo dáng trước bức tượng điêu khắc. Theo Lee Jin-ho, nơi Jennie đến trùng với địa điểm có trong tấm hình được Vi chia sẻ vào tháng 12 năm 2021. Điều này cho thấy Vi và Jennie đến cùng một nơi để chụp hình. Hơn nữa, nơi họ chụp ảnh không phải khu du lịch mà là trước cửa hàng quần áo mà công chúng thường không biết đến. Tất nhiên, thời gian đăng ảnh cách nhau 4 tháng, nhưng họ đã đến cùng một địa điểm trong Bắc Mỹ, một vùng đất rộng lớn, Lee Jin-ho nhận xét. Ngoài ra, mọi động thái của những người liên quan như Jennie, Vi hay G-Dragon đều đang được công chúng để ý. Nhiều bài đăng từ trước đó của các ngôi sao cũng khiến khán giả bình luận. Theo tin tức của tờ MT, ngày 24 tháng 5, G-Dragon đổi ảnh đại diện trên trang Instagram của thương hiệu Peace Management do anh sáng lập. Nam ca sĩ đổi hình thành ảnh ngón tay thối. Trước đó, tài khoản này sử dụng một bức ảnh có logo Peace Management được viết trên nền đen. Khán giả cho rằng đây là động thái của nam ca sĩ nhắm đến tin tức hẹn hò giữa hai đàn em.